Xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì lên sóng các bác về cái cặp loa bãi Bát 30 dòng Eric của Đức nhá. Em còn duy nhất một cặp, xả lốt giá rẻ cho các bác về chơi. Loa thì thiếu mỗi thùng xốp thôi, đẹp xuất sắc. Đây, tép sử dụng là tép của BMS Đức nhá. À, tép BMS Đức. Và họng tép là họng titan nhé. Họng nó là họng họng bằng gang đúc. Đó. Bát đây. Model KF12, đây model hay nhất của hãng rồi. Từ những cái thùng vách cho đến gọi là bát chép. Nó quá là đẳng cấp đây. Bề hẳn ra ngoài này. Bát nó rất là lặng nha các bác nhá. Loa này thì em bao hay các bác luôn. Zin đẹp nguyên bản. Quay chỗ này cho dễ nhìn. Đẹp lắm. Côn 76 nhá. Bích tử rất là dày luôn. Bích tử dày bích. Cái dòng bát này cũng là bát của Đức luôn nha các bạn. Ở đây nếu mà chúng ta soi đèn vào đây thì chúng ta nhìn thấy cả côn luôn. Nhìn thấy cả côn luôn các bác nhá. Nên những cái dòng loa như này nếu mà thay côn rồi nhìn phát biết ngay. Zin 100%. Màng loa cũng rất là đẹp nha các bác nhá. Màng tím mắm tôm đẹp. Xuất sắc. Bát này thì nó được cả tiếng bát lẫn tiếng lời. Thùng thùng gỗ đóng rất là dày dặn. Bên trong bông mút tiêu âm thì nó hơi vàng một chút. Dòng loa này thì mình cũng có lên sóng và test chất âm cũng như báo giá toàn thể các bác rồi. Nhưng trong clip ngày hôm nay thì em còn duy nhất một cặp. Duy nhất một cặp bán rẻ các bác. Mức giá là 11 triệu rưỡi. Đây, phần tần đây. Phần tần đây các bác nhá. Đấy. Toàn bộ cái tụ này của nó đều là dập tên hãng Eric hết. Em quay cái này nó ra không bật được đèn. Chở toàn bộ là chở nhôm nhá. Đấy, có một con duy nhất một con chở sứ, còn đầu tần chở nhôm. Phần tần rất là khủng. Công suất của loa là 500W một quả. Các bác nhá, công suất là 500W một quả. Thùng cân đẹp. Từ thùng bách cho đến đi căng rất đẹp. Mua KF12. Đây, cặp này thì em cũng còn quả một cặp này. Nắc. Con này thì toàn bộ nó đều sử dụng bát chép của Ý, của hãng BMC. Đẹp xuất sắc luôn. Đồng giá luôn các bác nhá, 11 triệu rưỡi. Giá quá rẻ các bạn. Các bác không mua được đâu cái mức giá như này đâu. Như mới luôn. Cặp này nó xung quanh xuất sắc, như mới luôn các bạn. Này. Bát của Ý nhá. Nặng lắm. Quay nó vướng đấy nhỉ. Đây các bác nhìn rõ không? Đẹp như mới luôn nhá. Côn 76. Toàn bộ bát chéc nhập khẩu của Ý hết. Con này thì chéc của nó là chéc neo. Chéc neo các bác nhá. Đấy, chéc neo. Phân tần đây. Đồng giá 11.500.000 nha các bác nhá. Giá này là không bao ship. Toàn loa chất lượng đẹp. Đấy, bác nào bộ kết thì alo cho Minh Vũ. Còn loa chất ấy, chưa năm nào loa nó lại rẻ như cái năm này. Toàn bán xả lỗ vốn. Tầm này lỗ cũng bán các bác nhá. Thời gian gần đây thì em cũng có công việc ít thời gian lên sóng review đồ các bác. Còn mấy món lẻ tẻ thì lên sóng xả giá rẻ cho các bác về chơi Tết. Rồi, xin chào tất cả các bác nhé.